chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, gặp gỡ những nhân chứng sống của lịch sử. Du lịch Đà Lạt sẵn sàng đón du khách nghỉ lễ 30 tháng 4. Thái Lan hủy bỏ chương trình nhập cảnh Test and Go. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đồng thời thực hiện nghi thức ký và đóng dấu phát hành bộ tem bưu chính 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2022. Bộ tem 50 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2022 được phát hành nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc và ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ. Bộ tem được thiết kế với phong cách đồ họa, cô đọng, thể hiện hình tượng chính của sự kiện, được đặt trong lòng cụm hoa đăng lớn, tái hiện quang cảnh những người lính giải phóng đang bảo vệ thành cổ trong mưa bom bão lửa để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bên cạnh là biểu tượng cụm hoa đăng nhỏ nâng niu đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị, biểu tượng cho lòng biết ơn của người dân Việt Nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây. Nền tem thể hiện cánh chim hòa bình đang tung bay trên bầu trời xanh như chắp cánh cho sự hội nhập quốc tế, phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị ngày nay bên dòng sông Thạch Hãn. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An vừa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong số 17 bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng đợt này, 6 mẹ có chồng và một người con là liệt sĩ, 8 mẹ có 2 người con là liệt sĩ, 3 mẹ có một người con độc nhất là liệt sĩ. Sau khi được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng, tỉnh Long An đã giải quyết chế độ cho thân nhân các mẹ qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cùng với cả nước, quân và dân Long An đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Đến nay, tỉnh Long An đã có hơn 5.352 mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 120 mẹ còn sống, đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến suốt đời. Hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên về truyền thống đấu tranh cách mạng, Nhà văn hóa điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử và giới thiệu phim tài liệu Chiến thắng lịch sử xuân 1975. Tại buổi giao lưu, các cựu chiến binh, khách mời đã chia sẻ những xúc động về ký ức, kỷ niệm không thể nào quên trong những giai đoạn chiến tranh vô cùng ác liệt và hào hùng của dân tộc. Tất cả cảm xúc lẫn lộn. Một là mình đang làm nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hết sức quan trọng. Mà khi mà đưa ông Dương Văn Linh và ông Vũ Văn Mẫu ra Đài Phát Thanh, đứng ở cửa chiếc sân dinh nhé để các ông lên xe. Cái chuyện mà tính mạng sống của mình đó, không có tính giờ, không có tính ngày, mà không có tính giờ, không có tính phút mà tính giây thôi. Để làm giữa cái sống với cái chết đó, tính giây thôi. Ví dụ một trận bom mà nó bỏ bom ngay cái căn cứ mình ở đó, thì coi như là xém xém không à. Rồi là tôi cũng có bị bắt ở tù đó. Các anh có biết không? Khi mà giữa cái sống với cái chết đó, bởi vì nó tra khảo rất là dã man. Nó đổ nước em, mình ngọt vậy đó. Dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Luân Kim, Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, thông qua bộ phim tài liệu Chiến thắng lịch sử xuân 1975, ngành điện ảnh Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò đồng hành cùng lịch sử dân tộc, giúp khán giả hiểu rõ hơn về chiến dịch lịch sử này. Ngày xưa đó, khi mà quay phim chiến tranh thì khó khăn là có thể hy sinh vì cái việc quay phim đó. Để có được những cái thước phim tư liệu mà khán giả có thể chấp nhận được và khán giả nhìn thấy được cái tình hình thực tế của trận chiến như thế nào, thì người phóng viên đó phải trồng mình ra ngoài, không được ẩn nấp và cũng không được đi sâu
phải luôn luôn đi trước và phải làm những cái nhân vật xung kích để mà quay được cái thước phim. Bộ phim đã phản ánh chân thực, sinh động một giai đoạn lịch sử kể từ khi Mỹ rút quân theo Hiệp định Paris năm 1973 cho đến cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Phim tài liệu Chiến thắng lịch sử xuân 1975 đã được trao giải thưởng Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư năm 1977. Từ ngày hôm nay 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, nhằm chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Trong các hoạt động dịp nghỉ lễ, nổi bật nhất là không gian chợ vùng cao ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian của các cộng đồng dân tộc Dao, Mông, Thái, Tày, Nùng. Du khách đến đây không chỉ được trải nghiệm không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc, mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn có cơ hội gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian. Du lịch Đà Lạt sẵn sàng đón du khách nghỉ lễ 30 tháng 4. Thái Lan hủy bỏ chương trình nhập cảnh Test and Go. Chưa đầy 24 giờ sau khi được phát hành trên mạng, MV There's No One At All của Sơn Tùng MTP đã bị hai cơ quan quản lý phối hợp ra quyết định dừng lưu hành và có biện pháp ngăn chặn lưu hành phổ biến. Tối qua ngày 28 tháng 4, tại Trung tâm Bãi tắm Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Festival Thuận An Biển Gọi năm 2022 với chủ đề Lung Linh Biển Gọi, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc công phu, mang đậm nét văn hóa Huế cũng như dấu ấn biển Thuận An. Đêm khai mạc Festival Thuận An Biển Gọi năm 2022 diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, công phu mang đậm nét văn hóa Huế cũng như dấu ấn vùng biển Thuận An. Diễn ra rất là hoành tráng, quy mô và rất là lớn. Em rất là tự hào và rất vui. Festival Thuận An Biển Gọi 2022 nó nằm trong cái khuôn khổ của Festival Bốn Mùa của tỉnh. Đấy, và đặc biệt là nó hưởng trong cái chuỗi mà thành công của Festival Nghề Truyền Thống Huế hàng năm. Và đây là cũng là một cái ý nghĩa, đó là thành phố, định hướng phát triển của thành phố đang thúc đẩy cái phát triển du lịch biển sau khi mà sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, để tạo ra một cái sản phẩm du lịch mới và nó hấp dẫn hơn và để thu hút được đông đảo du khách cùng đến để tham quan và trải nghiệm. Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, Festival Thuận An Biển Gọi năm 2022 góp phần kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố Huế đến du khách sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Là một điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện văn hóa lễ hội mùa hạ của Festival Huế 2022, Festival Thuận An Biển Gọi 2022 sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc hấp dẫn như lễ hội bia, lễ hội diều, hoạt động thả diều cộng đồng, giải bóng đá bãi biển, hoạt động trò chơi dân gian. Nhằm kích cầu du lịch, dịch vụ và tổ chức các hoạt động du lịch đêm sau khi đã thích ứng với dịch COVID-19, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa khai trương phố du lịch An Thượng, kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và chương trình Vũ hội đường phố chào đón năm du lịch 2022. Đề án khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An có lộ trình thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, gồm 3 giai đoạn với các hoạt động đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng đô thị, phục vụ du lịch với tổng kinh phí 48 tỷ đồng. Phố du lịch An Thượng được đưa vào khai thác lần này bao gồm các tuyến đường Ngô Thị Sĩ, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Trần Bạch Đằng, An Thượng 2, quận Ngũ Hành Sơn. Cùng với các hoạt động kích cầu du lịch, khu phố đêm bao gồm tổ hợp hoạt động vui chơi giải trí, thể thao biển, tạo thành tổ hợp các hoạt động vui chơi khám phá sôi động suốt cả ngày tại khu phố du lịch An Thượng. Bên cạnh đó có chương trình vũ hội đường phố gồm hoạt động diễu hành, tham gia giao lưu, chụp ảnh cùng du khách. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới được xem như là thời điểm vàng cho ngành du lịch của Đà Lạt, Lâm Đồng phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19. Cùng với việc tổ chức hàng loạt các sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, ngành du lịch Đà Lạt cũng đã chuẩn bị mọi phương án sẵn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Theo đó, tỉnh đề nghị các sở ngành chỉ đạo các đơn vị quản lý khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tổ chức lễ ra quân làm sạch môi trường biển, phát động phong trào giữ gìn đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, đặc biệt tại các khu đông dân cư, các tuyến đường lớn, các khu điểm du lịch, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tuyên truyền yêu cầu tiểu thương ký cam kết chấm dứt ngay tình trạng buôn bán gian lận, đặc biệt là buôn bán hải sản, ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo chèo kéo nải ép khách du lịch, thực hiện thường xuyên việc thanh tra kiểm tra giám sát, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, không để phát sinh các vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Bình Thuận. Giám sát các chương trình kích cầu khuyến mại du lịch. Theo Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, dự báo sẽ có khoảng 40.000 lượt khách đến Phan Thiết, Bình Thuận tham quan và nghỉ dưỡng. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức lễ phát động Biển Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phân loại rác thải, mối nguy hại của túi ni lông và rác thải nhựa đối với môi trường biển. Là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022, lễ phát động và dọn vệ sinh môi trường có sự tham gia của hơn 600 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và những người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch nổi tiếng của địa phương. Nhân sự kiện này, ban tổ chức kêu gọi người dân địa phương và khách du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường biển bằng những hành động thiết thực và nói không với rác thải nhựa, qua đó góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch đẹp của các bãi biển tại đây. Chính phủ Thái Lan mới thông báo kể từ ngày 1 tháng 5, chương trình nhập cảnh Test and Go sẽ bị hủy bỏ. Yêu cầu khai báo thẻ thông hành Thái Lan Pass trước khi nhập cảnh cũng có thể được hủy bỏ từ ngày 1 tháng 6 nếu như tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện. Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 cho biết, chương trình nhập cảnh Test and Go được hủy bỏ, song yêu cầu khai báo thẻ thông hành dành cho du khách nước ngoài vẫn được giữ lại, nhưng thủ tục sẽ được sắp xếp hợp lý, thuận tiện hơn khi nhập cảnh vào đất nước. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 5, du khách nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không phải xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh Thái Lan. Họ sẽ tự kiểm tra bằng bộ dụng cụ kháng nguyên trong thời gian ở lại. Những khách du lịch chưa được tiêm phòng sẽ được hoan nghênh nếu họ xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính không quá 72 giờ trước chuyến đi và đăng ký qua thẻ Thái Lan. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đã xác định Blue Ring Hole, một điểm lặn biển mang tính biểu tượng tại bang Sabah, là sản phẩm du lịch mới của quốc gia Đông Nam Á này. Hiện trên thế giới chỉ có 10 địa điểm mang đặc điểm Blue Ring Hole với cấu trúc hồ nước xanh ngắt bên trong một đảo độc lập. Trong đó, Blue Ring Hole tại Sabah có tới 2 hồ nước riêng rẽ, nhiều hoạt động du lịch có thể được triển khai tại địa điểm này như lặn biển và lặn với ống thở. Trong đó, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ với sự yên tĩnh, tránh xa những khu đô thị sầm uất, thưởng thức nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc của người dân Sabah. Ngày 27 tháng 4, chính phủ Malaysia đã quyết định dỡ bỏ hầu hết các quy định kiểm dịch chặt chẽ sau khi quốc gia Đông Nam Á này bước vào giai đoạn chuyển tiếp, coi COVID-19 là dịch bệnh đặc hữu bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Quyết định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, lĩnh vực đóng góp quan trọng vào GDP của Malaysia. Cánh đồng muối trắng Uyuni của Bolivia không chỉ nổi tiếng với du khách nhờ phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, mà còn với những dịch vụ độc đáo. Cậu bé 11 tuổi Peter Condori có niềm đam mê với nhiếp ảnh và niềm đam mê ấy đã giúp những du khách đến đây có được những bức ảnh kỳ quặc và sáng tạo với sự trợ giúp từ món đồ chơi khủng long của cậu. Không chỉ thỏa mãn được đam mê của mình mà Condori cũng kiếm được thêm từ 9 đến 15 đô la Mỹ mỗi ngày để giúp bố mẹ mua thức ăn. Em giúp bố mẹ mình mua hành, khoai tây và rau diếp. Em cũng có thể mua quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi cho anh em của mình. Cánh đồng muối Uyuni là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Bolivia. Các nhà điều hành tour du lịch Bolivia đang thúc đẩy chính phủ nước này nới lỏng các hạn chế đi lại sau khi lượng khách sụt giảm nghiêm trọng trong 2 năm qua. Hôm qua, nhiều tín đồ Hồi giáo của Ai Cập đã thưởng thức bữa ăn tối muộn trong tháng lễ Ramadan trên sa mạc ở ngoại ô thủ đô Cairo, cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Bữa ăn Suhoor là một bữa ăn chính trong tháng lễ Ramadan, khi người Hồi giáo ăn tối muộn để chuẩn bị cho một ngày dài nhịn ăn phía trước.
Theo truyền thống, mọi người thường ăn bữa ăn su hò tại nhà hoặc nhà hàng, nhưng một số người lại chọn địa điểm sa mạc để thưởng thức bữa ăn này. Bữa tối trên sa mạc đặc biệt này do một người đam mê phiêu lưu Ai Cập tổ chức. Những người tham gia bữa tối còn được thưởng thức nhạc sống, ẩm thực địa phương và nhiều trò chơi khác, cũng như cùng nhau thư giãn ngắm nhìn bầu trời đêm. Đó là một trải nghiệm khác với mọi trải nghiệm trong tháng lễ Ramadan khác mà tôi có. Và đó là một khung cảnh tuyệt vời, một khung cảnh mới mẻ với những ngọn núi, bầu trời, những ngôi sao dường như rất gần, ánh sáng gắn kết tất cả lại với nhau. Trải nghiệm này được tổ chức hàng đêm trong suốt tháng lễ Ramadan, có giá khoảng 16 đô la Mỹ một người. Các con phố ở thủ đô Baghdad của Iraq đang khoác lên mình một tấm áo mới với những bức tranh tường đầy màu sắc, bao gồm cả chân dung của các nhân vật lịch sử của đất nước. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và xin kính chào tạm biệt quý vị. Những bức tranh tường này là một phần của sáng kiến nhằm mang đến một diện mạo mới cho thủ đô Baghdad. Không chỉ có những hình ảnh phong cảnh đơn thuần, các nghệ sĩ còn vẽ lên những nhân vật ghi dấu ấn trong xã hội Iraq như các nhà thơ hay các nhân vật văn hóa đặc sắc. Trước đây chúng tôi đã làm triển lãm và nó tác động được đến các nghệ sĩ, học sinh, nhưng giờ đây chúng tôi có thể tác động đến tất cả mọi người, đến toàn xã hội. Nghệ sĩ Majid đã hoàn thành khoảng 15 bức tranh tường ở Baghdad. Mỗi bức vẽ mất khoảng 4 ngày để hoàn thành.